Xin chào, hôm nay mình xin mở hộp chuột dành cho game thủ Ryzen Titan. Cái này cái thông tin bên ngoài của hộp. Thì hộp mình vừa mới mua cách đây khoảng mấy tiếng, mình chưa kịp mở. Đây chụp hộp. Có chuột và dây đi cắm. Đây là sách, như là sách chúc mừng từ chủ tịch công ty Ryzen. Đây là phần mềm để kết nối chuột máy tính. Đây là này sách hướng dẫn. Miếng sticker. Đây sách dẫn cài phần mềm. Chuột gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nút. Đây xài dây chứ không phải xài qua wifi. Khi cắm điện, có logo đây sẽ phát sáng. Đây mình ấn bấm. Hai miếng hai bên được tạo miếng như miếng dính để tạo ma lực ma sát. Bên dưới này hai có hai cái sensor để tạo độ chính xác dành cho game thủ chơi game bắn súng. Hai sensor là tối đa là 8200 DPI. Còn hai này để trang trí cho đẹp, nhìn nó giống hai con loa. Đầu cắm được mạ vàng để khỏi làm nhiễu tín hiệu. Tín hiệu từ chuột cho tới máy tính là 1000 Hertz, nghĩa là nhanh nhất hiện nay đó. Cái sensor này cũng là nhanh nhất hiện nay luôn, 8200 chưa nào hơn được. Tiện khi mua chuột này mình mua luôn cái miếng lót chuột cùng hãng luôn. Miếng này trung bình thôi, miếng này là cái kích cỡ trung bình phải lớn nhất. Không tin ngồi các game thủ đã review về cái miếng đế chuột này. Các hộp hãng này của Đài Loan. Hộp được ghi nhiều thứ tiếng, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đài Loan, tiếng Pháp cũng có. Bây giờ mình xin lấy cái miếng lót chuột này. Các miếng chuột chỉ có miếng, con hộp chỉ có miếng lót chuột thôi. Nó có nhiều màu sắc hay là nhiều hình dáng, này mình lựa chọn mà mình lựa loại này, loại phổ biến nhất. Bên dưới là cái miếng cũng tạo độ ma sát rất là lớn để tránh khỏi di chuyển bàn chuột.
Đây mình hả? Không, rất rất là dính chắc vô bàn. Để chuột này. Rất là mượt. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.